Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank năm 2019 được tổ chức bởi công ty Sunrise Event Việt Nam dưới sự chấp thuận của Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao cùng Liên đoàn Điền kinh Thành phố Hồ Chí Minh với sự hỗ trợ từ đối tác chiến lược Techcombank. Giải đấu năm nay quy tụ gần 13.000 vận động viên trong nước và quốc tế tham gia, trong đó phải kể tới một vận động viên vô cùng xinh đẹp, đó chính là Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới năm 2018 Phan Thị Mơ. Tới với giải chạy lần này, Hoa hậu Phan Thị Mơ không chỉ góp mặt với tư cách là đại sứ hình ảnh, mà cô sẽ thử sức với đường chạy 10 km. Sự đây là một cái vinh dự của Mơ khi trở thành đại sứ hình ảnh cho cái giải chạy marathon quốc tế Hồ Chí Minh Techcombank. Tại vì trong lòng Mơ nghĩ rằng đây không phải là một cái giải chạy đơn thuần, mà trong đó nó còn mang một ý nghĩa là thúc đẩy phong trào, là khuyến khích tất cả mọi người rèn luyện thể dục thể thao và có một cái lối sống lành mạnh. Bởi vì là chúng ta biết được rằng là ý nghĩa của việc rèn luyện thể thao sẽ giúp cho chúng ta có nhiều sức khỏe hơn. Mà ngoài cái sức khỏe đó, chúng ta còn có thêm cái sức khỏe về tinh thần. Thì cái điều đó là cái điều mà Mơ cảm thấy rất là quan trọng. Mơ, bản thân Mơ cũng là một người rất là yêu thể thao. Nên là Mơ luôn luôn nghĩ là mỗi một người chúng ta nên lựa chọn một cái môn thể thao nào đó, và chúng ta yêu thích nó, chúng ta đam mê nó, và chúng ta nên gắn liền với nó. Bởi vì nó sẽ cho mình rất là nhiều điều. Khi đó mình khỏe hơn, tinh thần tốt hơn, yêu đời hơn, và làm việc sẽ có hiệu quả hơn và dễ thành công hơn. Mọi người cũng đang chờ là xem là Mơ sẽ chạy với cái cự ly nào. Thì ngày hôm nay là Mơ chia sẻ là Mơ sẽ chạy với cự ly 10 km. Thì cái cự ly này không phải là cự ly dễ đâu. Nó rất là xa và nó đòi hỏi rất là nhiều thể lực. Và còn cá nhân Mơ, bản thân Mơ thì Mơ nghĩ là Mơ sẽ làm được. Tại vì vốn bản thân mình đó là yêu thể dục thể thao rồi. Và mình mỗi tuần, mỗi tháng mình cũng đã dành cái thời gian rất là nhiều cho cái việc tập luyện của mình.